Bác sĩ cho em hỏi có phải chó nuôi trong nhà thì khó mắc bệnh dại hơn chó hoang không ạ? Và nếu nó chỉ loanh quanh trong nhà thôi thì có nguy cơ nhiễm dại hay không? Mình quan niệm là con chó của mình nuôi trong nhà không? Chúng ta biết là con chó khi mình mới mua về đó thì nó cũng có thể là thời gian ủ bệnh của mình dại luôn. Mình mới nuôi nó ngay từ đầu đó, nó có thể là ủ bệnh nó dại luôn. Chứ mình lúc trước đó nó tiếp xúc với ai mình cũng không biết. Hoặc là bây giờ mình nuôi con mèo trong nhà, con chó trong nhà đi, nó chỉ cần đi ra ngoài được một chút thôi, nó tiếp xúc với một con chó nào khác, một con mèo nào khác cắn nó thì nó về nó rất là bình thường, tại nó cũng ủ bệnh luôn. Rồi tới hồi nó phát ra nó cắn mình thì mình đâu có biết được lúc đó là nó dại không dại hay nó đang bình thường. Cho nên mình thấy một con chó cắn mình thì mình không bao giờ chắc chắn là con chó này không dại, chỉ cách theo dõi con chó đó. Nhưng mà trong sách thì người ta nói như thế này: một con chó mà nuôi chắc chắn nhất á, mà không có cái gì hết á, nghĩa là nhốt nó vô trong phòng nuôi mà không có đi ra ngoài, tại nó đi ra ngoài nó mình không biết được, thì người ta tính toán á là khoảng 80 ngày là có thể an toàn thôi. Nhưng mà trong sách họ cũng nói là có con thì trên 80 ngày nó vẫn ủ bệnh. Thành ra nói chung mình đừng có nghĩ một con chó mà con chó nhà là an toàn, hay là con chó hàng xóm người ta nói là chó nhà tôi nuôi kỹ lắm, tôi nhốt không mà tôi không thả đi. Mà là có nhiều nói là con chó này tôi nuôi từ nhỏ tới lớn mà tôi đâu cho nó đi đâu, thì làm sao con chó gì nó cắn mình mà nó dại được, đâu có con chó dại khác cắn nó đâu. Thành ra những cái quan niệm đó hoàn toàn là không thể mà chắc chắn được. Và ngoài con chó mèo ra thì nó có những cái động vật hoang dã nó cũng có thể mang dại.